Xin chào quý vị và các bạn. Có một mẫu ly phải nói là rất khủng của dòng Pilsner. Nhìn rất to lớn đúng không anh em? Nhưng rất tiếc là nó xước sát do quá trình vận chuyển. Vẫn đảm bảo hàng bãi zin bãi xịn đến tay anh em nhé. Và tôi bán giá thanh lý luôn 3 triệu đồng thôi anh em ạ. Đánh A, B cộng B. Nếu bác nào không để ý hình thức thì cậu mẫu ly này sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Bởi vì cũng có người thích giá rẻ lại khủng lại hay mà không cần hình thức, thì đây là một sự lựa chọn rất hợp lý. Đánh rất khỏe luôn. Mẫu ly này cũng có rất nhiều người bán và giá rất cao. Đánh A, B, A cộng B, chỉnh bát chép, lao lướt đầy đủ, không thiếu tính năng gì. Và rất to và rất nặng. Bên trong thì siêu khủng luôn. Tôi sẽ cho các bác xem nội thất sau. Đây là thông tin của sản phẩm. Số series là 946RC, 145W điện 100V, AB cộng B. Các bác có thể ghép vang và hát karaoke nhẹ nhàng với mẫu ly này. Cái tản nhiệt nó siêu to luôn bên trong này. Hai tụ lọc và chạy xó than. Đường vào tôi đang cắm đường hiệu, tín hiệu tuner. Loa B bên trên, loa bên dưới, trở kháng từ 416. Nó vận chuyển hoặc là nó để đồ nó xước sát hết. Xước rồi chứ còn nó móp méo mặt tiền thì không móp méo. Như đã có giá quá đẹp rồi đúng không anh em? 3 triệu đồng thôi. 3 triệu đồng thì thanh lý còn 3 triệu thôi. 3 trái có tiếng. Và phải có. Theo địa chỉ này hoặc đặt cọc tiền, tôi nếu ở xa tôi sẽ gửi đi cho anh em. Cái tai này anh em có thể vứt nó đi được, cho nó thành hình vuông hẳn. Nếu để vào thì trông nó lại gồ ra một chút. Cuộc đời là bốn ba chỉ số người khi mình còn đôi tay. Âm thanh phải nói là rất êm ái anh em. Rất êm ái luôn, dòng Pilsner. Và nó khỏe, nó gấu. Rất nặng nha. Rất nhiều loa to, rất nhiều loa to. Lên này nếu thuộc dạng đẹp xuất sắc thì nó sẽ có giá từ 5 triệu đến 5 triệu rưỡi, 6 triệu. Thậm chí trên mạng có người bán còn cao hơn nữa thì. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.